Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn quay trở lại với câu lạc bộ ITP cũng như kênh ITP Club Channel ha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 4 năm 2023. Thì hôm nay Tùng sẽ đem đến cho anh chị một cái tổng kết nha. Nên là trước khi theo dõi thì anh chị vui lòng dành ra khoảng vài giây cho Tùng xin một like, một share và nhớ comment, bình luận thả trái tim vào phần bình luận bên dưới anh chị nhé. Ngoài ra mọi người nhớ xem xét và hãy hành động liên hệ với Tùng sớm theo số điện thoại trên góc bên trên 0902986119. Thì Tùng hy vọng sẽ được kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng anh chị kiếm tiền trong giai đoạn tới ha. Ok, thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin thị trường trong ngày hôm nay một chút xíu. Trên màn hình mọi người thấy là ngày hôm nay khối ngoại thì họ bán ròng, tiếp tục bán ròng, trong tuần trước bán ròng, hôm nay bán ròng tiếp, bán các cổ phiếu như là Hòa Phát, Sacombank, Khang Điền, VP Bank. Ở chiều mua thì mua VND, SSI, HD Bank, VRE. Thì chúng ta thấy VND này là một cổ phiếu mà trước đây thì khối ngoại họ bán liên tục, bây giờ thì họ đang mua liên tục trong những phiên gần đây. Thì khối ngoại hôm nay họ bán ròng là hơn 300 tỷ. Về các cổ phiếu đóng góp vào thị trường chung ngày hôm nay theo chiều tăng thì chúng ta thấy là có Thế Giới Di Động. Đây là một cổ phiếu mà mình cho room mua trong tuần trước anh chị. Đó. Và đúng như những gì chúng ta chờ đợi thì ngày hôm nay Thế Giới Di Động đang tăng khá tốt ha. Và kéo điểm cho thị trường. Tiếp theo là cổ phiếu Techcombank, SHB, KBC và PAU. Ở chiều ngược lại thì những cổ phiếu bị bán liên quan đến nhóm ngân hàng như là BID, Vietcombank, liên quan đến nhà anh Vượng như Vinhome, Vic, rồi Gap, Hòa Phát, CTG, Vinamilk. Đấy. Về cái chuyển động ngành thì chúng ta thấy ngày hôm nay nhóm ngân hàng là nhóm kéo thị trường đi xuống, tiếp theo là nhóm bất động sản, nhóm dầu khí và nhóm thép. Ngoài ra có nhóm chứng khoán, xây dựng, hóa chất, vân vân. Ở chiều kéo theo thị trường, đỡ cho thị trường tăng giá đó là nhóm bán lẻ và nhóm điện là hai nhóm chính ha. Các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, có biến động nhiều nhất trong ngày hôm nay đi, thì SHS hôm nay có một cây rất là mạnh ha. Sau cái thông tin mà SHS được mở mặt zin vào cái hôm thứ sáu thì anh chị nhớ hôm đó SHS nó chỉnh về vùng giá 9.2, 9.3, thì hôm đó mình báo anh chị mua ha. Hôm đó là một cái phiên mà báo mọi người mua rất là mạnh đó, chỉnh là để mua. Và ngày hôm nay SHS nó không có phụ công chúng ta ha, nó tăng rất là mạnh luôn, tăng trần khối lượng cực kỳ lớn đó. Tiếp theo là cổ phiếu SHB đó, thì mình nói rồi, bộ đôi SHS mà chạy thì SHB cũng sẽ chạy thôi. Cái này thì cũng nói với anh chị từ tuần trước rồi ha, cái thời điểm mà báo mọi người có thể xem xét mua SHS và SHB, bộ đôi của nhà anh Hiển. Tiếp theo thì là VND, thì hôm nay cũng có khối lượng lớn nhưng mà tương đối yếu, bị bán vào cuối phiên. DG thì vẫn tăng 2,4%. Ngoài ra các cổ phiếu liên quan đến nhóm thép ha, Hòa Phát và Hoa Sen thì bị bán. Rồi nhóm chứng khoán như là SSI cuối phiên cũng đỏ. Hoặc là nhóm bất động sản như là Novaland thì cũng đỏ, HQC thì cũng đỏ. Đó, VCG thì liên quan đến đầu tư công thì ngày hôm nay cũng giảm tương đối nhiều, giảm 4,5%. Các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm nhiều thì chúng ta thấy là điển hình thì chỉ có DG, SHS là tăng trần, rồi FTS thì còn xanh nhẹ, VND xanh nhẹ thôi. Còn lại thì đỏ hết ha. Từ SSI rồi đến VCI còn giảm nhiều hơn. Đó. Hoặc là ngân hàng thì có Sacombank, rồi thép thì có Hoa Sen, Hòa Phát. Đó. Bất động sản thì có Shell thì cũng đỏ 2%. Rồi. Đối với thị trường thế giới lúc này thì châu Á thì đa số là đang xanh, châu Âu thì đa số cũng đang tăng xanh. Mỹ thì chỉ số tương lai thì cũng đang tăng xanh, xanh rất là nhẹ. Về giá dầu thì vẫn đang tích lũy ở quanh khu vực 80-81 đô. Thì quay lại đối với thị trường chung chúng ta lúc này chúng ta thấy là cái chỉ số hưng phấn cái phiên thứ sáu vừa rồi nó rút chân nhưng mà nó vẫn còn hưng phấn cao. Thì cái việc ngày hôm nay điều chỉnh tiếp là cái việc mà thị trường nó phải diễn ra anh chị. Đấy. Nó phải diễn ra thôi.
Tuy nhiên á, mà để tham gia thị trường thì chúng ta có thể là tham gia những cái vùng điều chỉnh này. Đó. Lúc này chúng ta thấy cái vùng mây ở bên dưới khá là dài, cho nên để mà thị trường rơi mà gãy luôn như một số người đang bi quan thì mình đánh giá là nó sẽ không gãy luôn. Và đặc biệt là anh chị chú ý nha, phiên ngày mai nếu mà test về cái vùng hỗ trợ cũ là 1054 1055, đó là cái vùng mà anh chị nên mua ha. Đó là một cái vùng hỗ trợ rất chắc chắn, và ít nhất nó sẽ có được hỗ trợ trong vòng 1 2 3 3 4 phiên tới. Đó. Trước khi nó rơi, nếu mà gọi là thị trường mà có nguy cơ xấu đi á, thì nó chỉ xấu đi vào cái thời điểm đâu đó ở cái vùng mây mỏng này nè anh chị. Đó, nó chỉ xấu đi ở vùng mây mỏng này ha. Còn lúc này thì một cái vùng mây rất dày hỗ trợ tốt ha. Cho nên trong trường hợp mà ngày mai nếu test về cái vùng hỗ trợ cũ để lấp cái gap này, chúng ta thấy là chúng ta còn một cái gap ở khu vực 1054 rồi đấy, 054 1055. Nếu mà ngày mai lấp cái gap xong thì sau khi lấp xong cơ hội để thị trường đi lên là cao ha. Đó. Vì vậy cái việc mà lấp gap trong ngày mai là cái việc hoàn toàn bình thường. Đó, và chúng ta thấy cái vùng hộ này hỗ trợ giao găm cũ, trước đây là hỗ trợ giao găm. Bây giờ là chúng ta thấy có một cặp mây khá là phẳng dày thì nó cũng tương tự ha, nó là những cái vùng hỗ trợ khá tốt. Cho nên anh chị có thể là yên tâm để chúng ta tham gia. Đó, thị trường ngày hôm nay điều chỉnh là tại vì cái sự hưng phấn nó vẫn còn cao. Thì sáng nay nó có tăng nhẹ cái là có hiện tượng chốt lời xảy ra, đặc biệt là nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản. Hôm nay có cái hiện tượng chốt lời xảy ra ha. Và khi mà những nhóm đó chốt lời thì nó gây ra một cái hiệu ứng tiêu cực trên toàn thị trường. Nó dẫn đến những cái nhóm mà dòng tiền tham gia yếu như giai đoạn vừa rồi là nhóm thép và nhóm đầu tư công. Thì nó làm cho những nhóm đó bị điều chỉnh theo và nó gây ra một cái hiệu ứng hoang mang lo lắng cho anh chị. Bây giờ mọi người bắt đầu quay trở lại cái hiệu ứng là bắt đầu sợ, rồi bắt đầu sợ. Trong những cái phiên đầu tuần trước, đặc biệt là đầu tuần trước ha, mọi người rất là hưng phấn và lúc nào cũng muốn mua. Nhưng sau cái phiên ngày hôm nay thì bắt đầu hoảng sợ. Đó. Nhưng mà như bọn mình nói thì không có gì phải hoảng sợ lúc này. Anh chị có thể coi những cái cú điều chỉnh này đó là một cái cơ hội ha. Đó là một cái cơ hội. Và thị trường điều chỉnh xong, cơ hội đi lên nó vẫn còn. Đó. Cho nên cái cú mà điều chỉnh ngày mai thì mình đánh giá là sau khi điều chỉnh xong thị trường nó sẽ đi lên tiếp. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ quan tâm này. Sau cái phiên ngày mai thì cái con dao găm nó sẽ đi lên cái vùng 1070, 1070 ha. Thì nếu mà ngày mai rơi về hỗ trợ và những phiên sắp tới, đặc biệt là cuối tuần này mà không vượt qua được cái mốc 1070 thì lúc đó nó mới xấu. Lúc đó nó mới xấu ha. Lúc đó nó mới xấu. Còn bây giờ thì chưa có gì xấu cả, anh chị yên tâm nhé. Bây giờ nó chỉ là điều chỉnh xong rồi lại lên thôi. Đấy. Thì cái cú điều chỉnh này thứ nhất là chúng ta thấy là nó sẽ quay về để nó test lại cái đỉnh cũ. Sau khi vượt đỉnh thì test lại đỉnh là bình thường. Cái thứ hai là quay về lấp gáp. Còn gáp thì lấp là bình thường. Sau mọi cơ hội nó vẫn là đi lên ha. Khi nào thị trường xấu? Khi mà mất cái mốc 1054 này. Đấy. Thì mình chia sẻ với anh chị nó xấu thế này nè. Nếu mà nó xuyên thủng dưới 1054, sau đó nó test trở lại 1054 và không vượt qua được, sau đó rơi thì lúc đó mới gọi là xấu. Còn bây giờ không có xấu, cho nên bây giờ mà quay trở về cái vùng hỗ trợ này thì lúc đó anh chị mua ha, anh chị mua vào. Đấy, thứ nhất là sao? Thứ nhất là nếu anh chị đang có sẵn hàng, và đặc biệt là nếu mà ai mà lỡ mua trong những phiên vừa qua FOMO ở những cái vùng giá cao á, thì cơ hội điều chỉnh này về là cơ hội cho chúng ta mua trung bình giá. Thì sau khi trung bình giá giá nó sẽ hạ thấp xuống và một cái nhịp bật trở lại của thị trường giai đoạn tới thì đó là cái cơ hội để chúng ta có lại trở lại ha. Cái trường hợp thứ hai á, nếu mà lỡ mà xấu xấu nhất có thể là gãy qua 1054 hỗ trợ này đi, thì sau đó nó cũng sẽ có những cái cú test lại để cho chị em thoát hàng ra. Thì lúc đó dĩ nhiên là thị trường xấu thì chúng ta phải chấp nhận là bỏ chạy rồi anh chị, nhưng mà cái thiệt hại của nó thì nó cũng sẽ không lớn, theo mình đánh giá là sẽ không lớn. Tại vì sau cái phiên ngày hôm nay thì gần như là có một số cổ phiếu như là nhóm thép đi, nhóm đầu tư công, thì cùng lắm là anh chị nếu mà đang nắm giữ những cổ phiếu đó thua lỗ thì cũng chỉ thua lỗ có 3% thôi.
có khoảng 3% thôi. Thì nếu mà trường hợp mà nó xuyên thủng cái vùng hỗ trợ này thì số lỗ có thể gia tăng lên khoảng 5%. 5% là một cái mức mà cho phép được ha, trong cái bối cảnh thị trường lúc này. 5% là một cái mức mà cho phép, nếu mà thị trường sai chúng ta cắt lỗ nhẹ nhàng không ảnh hưởng gì hết chị ha. Và dĩ nhiên là giai đoạn vừa rồi thì có nhiều anh chị là theo mình tham gia một số cổ phiếu có lợi nhuận rất là tốt rồi, cho nên những cái lợi nhuận khác nó sẽ bù lại được cái lợi nhuận đối với những nhóm cổ phiếu này đó. Thì anh chị em cứ yên tâm, không có vấn đề gì hết để mà chúng ta phải sợ cái này ha. Quan trọng là tổng danh mục của chúng ta không có thua lỗ là được đó. Còn đối với anh chị nào mà vẫn đang cầm tiền chưa mua nhiều hàng, thì nếu mà trường hợp ngày mai nó rơi về 1054 thì đó là một cái cơ hội cho anh chị em vào hàng ha. Rồi thì như mình có nói với mọi người thì sau khi những cái lần mà chạm cái vùng hưng phấn thì chắc chắn là thị trường nó sẽ điều chỉnh bất cứ lúc nào đúng không? Và rõ ràng là sau cái phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là kể từ khi hưng phấn cách đây 4 phiên thì hôm nay đã có 3 phiên liên tiếp là thị trường điều chỉnh giảm rồi. Đó. Thì cùng lắm là điều chỉnh thêm một vài phiên nữa thôi, sau đó nó sẽ quay lên. Đó. À, mình đánh giá cái cú điều chỉnh này là sẽ là điều chỉnh để thị trường lên tiếp ha. Nó có những cái giai đoạn điều chỉnh khi mà hưng phấn này, điều chỉnh xong sau đó quay lên, và nếu mà quay lên mà không vượt qua được cái kháng cự thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu lo sợ là thị trường sẽ gãy nha. Đấy, sau khi nó điều chỉnh thì nó sẽ có một cái lực bắt đáy vào và nó sẽ có nhịp hồi anh chị. Hồi mà không tăng được á thì lúc đó chúng ta sẽ bán trong những cái cú hồi ha, thì anh chị cứ yên tâm. Hoặc là như giai đoạn Tết vừa rồi vậy nè, sau khi điều chỉnh thì nó về những cái vùng hỗ trợ thì nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi. Còn lúc này chúng ta thấy là hoàn toàn chưa có một cái nhịp hồi gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm, nó sẽ có những cái nhịp hồi, và những cái nhịp hồi đó chúng ta sẽ đánh giá lại tình hình thị trường. Nếu mà thị trường còn mạnh chúng ta sẽ giữ tiếp, thị trường yếu chúng ta bán đứng ngoài ha. Thì tại sao mình nói cái điều này cho mọi người, thì có khả năng là khi mà thị trường điều chỉnh về vùng 1054 nếu xảy ra ha. À, chia sẻ với mọi người thì ngày hôm nay là cái ngày thứ hai, lần thứ hai thị trường chúng ta về lại cái mốc hỗ trợ 1065 đúng không? Hôm thứ sáu nó về đến đây và nó trụ được, nó rút chân lên. Ngày hôm nay thì nó về đến đây và nó đóng cửa ở đây luôn, tức là đóng cửa ngay khu vực hỗ trợ 1065. Nhưng mà nếu mà ngày mai chỉ cần phá vỡ 1065 thì nó rơi về cái vùng 1054 thì cũng bình thường. Lúc đó anh chị đừng có bán, anh chị phải tranh thủ mua ha. Thì cái việc mua mới, nếu mà anh chị sợ thị trường giai đoạn này rủi ro thì chúng ta có thể là xem xét mua đối với hàng có sẵn trong danh mục. Đó, hàng có sẵn trong danh mục ha. Tại sao phải như vậy? Tại vì rất có khả năng là thị trường nó sẽ có những cái cây hồi lên, có thể hồi lên một phiên hoặc là hai phiên, ba phiên, bốn phiên gì đó. Thì những cái cú hồi đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán ra sau ha. Cho nên cái việc mà điều chỉnh về là cái việc mà anh chị phải mua. Mua thì lên nó mới bán được. Thứ hai là lỡ mà chúng ta đang có sẵn hàng và ở giá cao thì khi mà mua ở đây á thì ít nhất là lên đây chúng ta cũng sẽ lời được cái phần hàng mua sau này đúng không? Lời được cái phần hàng mua T0, T1 đó anh chị. Còn cái phần hàng cũ thì chúng ta sẽ xử lý, nếu mà vượt qua được hỗ trợ thì chúng ta giữ tiếp, không vượt thì chúng ta bán. Đúng không? Kháng cự, hỗ trợ và là kháng cự bây giờ. Đó. Thì bây giờ vậy, giống như mình nói cái hỗ trợ tiếp theo nó sẽ là khu vực 1050 cho đến 1055 đi, trong một cái vùng đi. Thì về cái vùng đó là cái vùng mà anh chị có thể ưu tiên mua T0 ha. Cái việc mua mới thì tùy anh chị, nhưng mà nếu anh chị đang lo lắng thì chúng ta ưu tiên mua T0 để làm gì? Để dễ dễ bề xử lý đó, trường hợp thị trường xấu chúng ta xử lý rất là dễ. Thì đối với cái việc mua T0 đó, sau đó thì thị trường khả năng nó sẽ có một cái cú hồi để test lại vùng kháng cự 1070 ha. Thì nếu mà vượt qua 1070 thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ôm tiếp hàng rồi đó. Nhưng mà nếu mà không vượt qua 1070 thì chúng ta cứ chốt lời cái phần mà mới mua ở khu vực 1050, 1055 trước đúng không? Phần hàng đó thì khi thị trường hồi chắc chắn chúng ta sẽ có lời, và chúng ta đã có sẵn hàng rồi, và sẵn sàng bán ra. Cái phần hàng cũ thì chúng ta cứ chờ đến khi hàng về mà thị trường nó không vượt qua được 1070, lúc đó chúng ta bán sau cũng không muộn gì, không muộn. Thị trường này thì bây giờ như mình nói là để mà tăng mạnh thì chúng ta cần theo dõi một vài phiên tới, nhưng mà để mà rơi sâu và gãy thì mình đánh giá là nó không xảy ra đâu. Nó không xảy ra trong tuần này ha, không xảy ra trong tuần. Xác suất rất là ít,
xác suất xảy ra trong tuần này nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi, trừ khi mà thị trường hoặc là đội lái họ cố tình họ làm cho vấn đề nó nguy hiểm đi. Thế còn bây giờ mình thấy thì cái xác suất nó chỉ có 10%, chẳng lẽ thị trường lại chọn cái hướng có một xác suất thấp như vậy để đi đó, thì mình đánh giá cái hướng nó không cao. Cho nên là một lần nữa quay về cái vùng hỗ trợ là cái cơ hội cho anh chị có thể mua T0 ngay trong ngày mai ha. Mọi người có thể theo dõi ngay trong ngày mai luôn. Nếu mà tối nay mà Dow Jones mở cửa mà nó giảm á, thì có thể là kết hợp với cái hiệu ứng tâm lý trong chiều hôm nay và sáng mai có thể là thị trường nó sẽ có một cái cú mở gap và rơi về vùng hỗ trợ. Thì đó là cái cơ hội để chúng ta mua vào ha. Rồi, sâu ra những cái lần trước đó cho mọi người ha. Đó, những cái giai đoạn trước đó thì sau khi thị trường nó có những cái cú hưng phấn, thì những cái giai đoạn mà sau khi rót ao nó cũng đi lên và nó thậm chí nó cũng có những cái cú điều chỉnh lại. Nhưng mà điều chỉnh xong mà nếu ổn thì cơ hội đi lên vẫn còn khá là sáng ha. Cho nên dịp này thì mình đang đánh giá là thị trường có những cái cú điều chỉnh hết sức là bình thường, anh chị đừng quá lo lắng đấy. Hoặc là thậm chí những cái giai đoạn này, ví dụ như chúng ta nói là có test lại những cái hỗ trợ sau đó thì nó bật lại, anh chị thấy không, nó test về hỗ trợ nó bật lại sau đó thì nó tích lũy tiếp nó đi lên. Còn nếu mà trường hợp nó bật lại mà nó không không giữ được và sau đó nó gãy tiếp lần nữa thì chúng ta tính sau, bây giờ hoàn toàn là bình thường nha. Cho nên sau cái phiên ngày hôm nay nhiều anh chị đang lo sợ, nhưng mà mình tiếp tục đưa lên một cái clip và mình đánh giá cho mọi người là lúc này chưa có gì phải hoảng sợ ha, chưa có gì phải hoảng sợ đấy. Những cái giai đoạn thậm chí những cái giai đoạn hưng phấn cao như thế này thì thậm chí nó có điều chỉnh cũng khá sâu, nhưng mà sau đó thì nó vẫn có cơ hội đi lên, và những cái cú đi lên sau đó thì chúng ta mới đánh giá lại thị trường xem thị trường còn cơ hội tăng nữa hay không. Và lúc này thì về hỗ trợ là một cái điều hoàn toàn bình thường, cho nên là anh chị đừng có sợ quá ha, đừng có sợ quá đây. Sau khi nó tạo một cái sự hưng phấn thì nó đều điều chỉnh vài phiên rồi sau đó nó bật trở lại đó. Nhiều người nói là hôm nay có thể là một phiên phân phối, thì có thể là hôm nay là một phiên phân phối thứ hai đấy. Hôm thứ năm tuần trước có thể là phiên phân phối thứ nhất, ngày hôm nay là một phiên phân phối thứ hai, hoặc là nếu mà ai kỹ thì có thể nói được là cái phiên thứ ba tuần trước cũng là một phiên phân phối nữa, thì tính ra có thể là bây giờ là ba phiên phân phối đấy. Thì đó là cái việc mà mọi người hay nói. Nhưng mà về phía mình đánh giá thì về phía Ichimoku thì mình không biết là phân phối là gì, nhưng mà về Ichimoku thì lúc này nó không có vấn đề gì, thị trường an toàn ha. Ok, thì mình quay sang mình nói một số cổ phiếu khác cho mọi người. Ví dụ như nhóm thép, giai đoạn vừa rồi là liên tục cảnh báo anh chị rồi đúng không, nhóm thép thì nó khá là yếu, nhóm thép nó khá là yếu, nó đi lên không nổi, thì nếu có cơ hội đi lên thì nó cũng không đi lên được đấy. Thì có một điều là Hòa Phát thì nó lại một lần nữa quay trở lại cái hỗ trợ trợ nền giao găm này. Cho nên mà để gãy luôn thì nó sẽ chưa gãy luôn đâu, có thể là nó sẽ bật lại những cái một lần nữa, nhưng mà những cái cú bật lại sắp tới thì anh chị nên ưu tiên bán ra nhá. Hoa Sen này mình đã nói rồi, hãy hết sức thận trọng, tại vì cái mô hình cái nêm hướng lên. Anh chị nào xem đến đây mà thấy mình nói đúng vào cái phiên thứ hai tuần trước nha, mình nói cái cảnh báo cái mô hình của nhóm thép vào thứ hai tuần trước là ngày 3 tháng 3 rồi. Đây, ngày 3 tháng 4 anh chị. Đây nè. Để từ cái thời điểm phiên này mình đã cảnh báo là nhóm thép rất là nguy hiểm. Anh chị đừng có đua. Đó. Một số người đã mua vào những cái phiên này và thậm chí bây giờ đang đang có một cái rủi ro tương đối lớn. Thực tế thì lúc này nhóm thép thì ai có mua ai có giữ thì bây giờ cũng chưa có lỗ nhiều, đâu đó khoảng 5%. Hòa Phát thì ít hơn, Hoa Sen thì khoảng 5%, Nam Kim thì nhiều hơn chút, chưa nhiều ha. Nhưng mà riêng đối với nhóm thép á, trong những nhịp tới nếu mà nó có những cái nhịp hồi thì anh chị nên tranh thủ bán sớm nha. Đối với Hoa Sen thì mình sợ còn giảm xuống cả một đoạn cơ, về vùng 14 cơ. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp ví dụ ngày mai nó mà có những cái nhịp quay lại vùng giá 16 thì anh chị nên bán sớm nha. Đó. Hoặc là Nam Kim này, Nam Kim hôm trước này mọi người thấy không, kể từ cái phiên này gãy, phiên này mình đã bảo là anh chị nên thoát ra là chưa gãy, nhưng mà đã cảnh báo, tại vì
Cái mô hình này thường là nó hay đem đến một cái sự đổ vỡ. Đó, nó đem đến sự đổ vỡ. Mình đã đưa ra ví dụ rất nhiều cho anh chị rồi đúng không? Kể cả ví dụ từ thời đỉnh năm 2018. Đó là ví dụ đi ví dụ lại. Thì nó đổ vỡ cho nên cái phiên này là đã cảnh báo là bán đi. Nhưng mà phiên hôm sau nó mới xác nhận bán, thì phiên hôm sau thì mình lại báo là thôi anh chị ráng kiên nhẫn chờ nó hồi để bán. Đừng có bán giá thấp đúng không? Thì rõ ràng nó giảm được 2 cây và sau đó thì nó có 3 phiên hồi cho cơ hội cho mọi người bán ra đó. Nếu mà anh chị quyết tâm bán, quyết đoán bán thì là chúng ta không có bị thua lỗ đến như bây giờ ha. Đó thì đối với nhóm thép thì thực sự Nam Kim thì nó cũng giống Hòa Phát, bây giờ về đây thì nó lại về những cái đáy cũ, đáy cũ thì cơ hội để nó bật lên là có đấy. Đặc biệt là sau 2 phiên nữa có thể ngày mai nó giảm tiếp một ít nữa, giảm tiếp một ít nữa, nhưng mà bắt đầu từ 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 phiên ngày thứ tư trở đi nó sẽ có một cái khách sạn hút giá lên anh chị nhé, khách sạn hút giá lên đấy. Cho nên mình mới vẽ một cái mũi tên giai đoạn sau này là nó sẽ bắt đầu chính thức, là nó sẽ bắt đầu giảm từ cái thời điểm này. Đâu đó là sau đáo hạn phái sinh ha, đâu đó sau đáo hạn phái sinh. Cho nên những dịp tới nếu mà Nam Kim nó cũng vậy ha, nếu nó hồi được thì anh chị phải tranh thủ cú hồi để thoát ra, đừng có để bị lừa, đừng có bị đội lái hay là tạo lập họ dẫn dụ vào chúng ta lại mua, mua rồi lại dính vào bẫy của họ nhé. Đấy, những cái giai đoạn phân phối họ rất là khéo léo, họ cứ làm cho chúng ta cứ ngỡ là nhóm này nó sẽ rất mạnh ha, nhưng mà họ phân phối rất khéo léo, rơi lại tăng, rơi lại tăng, làm cho chúng ta cứ tưởng là nó sẽ mạnh nha. Cho nên mình nhắc lại đối với nhóm thép anh chị đừng có mua, và nếu có những cú hồi sắp tới thì anh chị tranh thủ bán. Cái nhóm đầu tư công vậy anh chị, KSB ngày hôm nay nó cũng đẩy đấy, người thấy không, y chang nhau thôi, không khác gì hết, y chang nhau thôi. Y chang nhau thôi. Một cái mô hình hướng lên y chang nhau ha, ly cozy này, y chang nhau đấy, y chang nhau đấy, y chang nhau nha, gãy nha. VCG, VCG thì mô hình đi ngang, nhưng mà VCG này thì nó khá là giống con Hòa Phát như vậy đấy. Hòa Phát thì cũng là mô hình tích lũy đi ngang, nên thực ra mô hình này thì nó không xấu lắm, nhưng mà khi mà các cổ phiếu trong ngành mà nó bị bán á, thì những con như là Hòa Phát thì nó cũng không tăng được đấy, và nó cũng lên đến cái vùng cận trên này thì nó cũng bị bán ra đúng không anh chị, thấy ai mà cứ nghĩ là rush out đua vào là chết liệt, dính chưởng liệt. VCG vậy ha, ai tưởng là rất ao nhảy vô đùa cái dính trưởng cái phiên này, khối lượng lớn, khối lượng rất lớn, nhảy vô cái phiên đó nói là rất ao là dính trưởng ngay, hôm nay hàng về là bị bán ngay, dính trưởng ngay đúng không? Thà nếu mà cắt lỗ sớm ngay đầu chiều nay thì còn đỡ, nhưng mà nắm giữ đến cuối phiên chiều thì chúng ta thấy là hôm nay nó giảm lên 4,5%, coi như thiệt hại chắc cũng phải 6-7% nếu mà đua cái phiên rất ao này, 7-8% mà có đó. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo đúng không? Những cái dạng cổ phiếu như này khi mà các cổ phiếu trong ngành nó không có cơ hội đi lên mà chúng ta lại còn đua vào những phiên rất ao, thì như mình nói là cái mẫu hình của VCG thì nó không xấu, nhưng mà các cổ phiếu trong ngành nó không lên được thì con này nó cũng bị bán thôi đấy. Hoặc là HHV này anh chị đấy, mẫu hình đi lên ha. Thì HHV sắp tới có thể là nó có một cái nhịp tăng trở lại thì anh chị tranh thủ bán đó. Rất là nhiều cổ phiếu của cái nhóm này nha, nhóm đầu tư công nó đang có dấu hiệu phân phối, thì mình đang hơi lo đối với những cái nhóm này, anh chị tranh thủ có hàng thì anh chị bán sớm. Thì quay lại đối với thị trường chung á, lúc này chúng ta thấy cái nhóm thép và nhóm đầu tư công nó đang có những cái dấu hiệu là bị phân phối, bị bán đó. Thì rõ ràng là thị trường lúc này chúng ta phải có những cái tính chất thận trọng hơn ha. Nhưng mà trước mắt á, cơ hội đối với một số nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, một vài cổ phiếu vẫn còn mua được nếu điều chỉnh, hoặc là nhóm nhóm cổ phiếu bất động sản, một vài cổ phiếu mua được nếu điều chỉnh, và đặc biệt là nhóm khu công nghiệp nó cũng chưa chạy ha. Nhóm dầu khí cũng vậy, nhóm dầu khí một số cổ phiếu nó sẽ nếu mà điều chỉnh thêm một vài phiên thì nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ đấy, ví dụ như BSR nó cũng đang neo, đang tích lũy và về vùng hỗ trợ thì nó cũng chưa nhảy luôn. Cho nên về đánh giá bối cảnh thị trường chung thì lúc này mình đánh giá là trường cũng chưa gặn ngay được đâu.
và những cái cơ hội T cộng thì nó có thể đến đối với nhóm tiếp tục một số cổ phiếu, một số thôi nha, không phải là toàn bộ, một số cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, một số cổ phiếu thuộc nhóm khu công nghiệp. Thì anh chị có thể tranh thủ cái nhịp điều chỉnh ngày mai để chúng ta tham gia vô. Và như mình nói rồi, nếu mà trường hợp tham gia vô thì ít nhất là chúng ta sẽ có lãi đối với phần T0, T1 hàng có sẵn đó. Còn kể cả những cái nhóm như là thép hay đầu tư công gì, anh chị nếu mà mai giảm sâu, anh chị đang lỡ kẹp hàng, chúng ta có thể canh hỗ trợ chúng ta tham gia vào T0 được. Nhưng mà riêng cái nhóm đó thì mình nói rồi, nó bật lên thì cái phần T0 bắt buộc phải bán, và khi hàng về thì cũng bán luôn cái lượng hàng cũ ha. Còn đối với những cái nhóm khác như là ba cái nhóm mà mình mới nói, thì khi mà nó bật lên thì chúng ta có thể là xem xét đến cái việc là giữ tiếp. Nếu mà VN bật lên và một lần nữa vượt qua được cái mốc 1070 thì lúc đó cơ hội đi lên của nó còn khá, đặc biệt là giai đoạn đầu tuần sau ha. Chỉ cần là cuối tuần này sau khi test về hỗ trợ, cuối tuần này vượt lên trên 1070 thì tuần sau cơ hội đi lên còn khá cao. Rồi giai đoạn này thì mọi người nên kiên nhẫn một chút xíu, tại vì thị trường nó ở cái vùng hưng phấn cao, cho nên cái hiện tượng chốt lời xảy ra là điều hoàn toàn bình thường ha. Đó, tuy nhiên những cái nhóm nào còn cơ hội đi lên thì mình nói rồi, riêng những cái nhóm nào mà dòng tiền đang yếu và thấy cho dấu hiệu dòng tiền rút ra thì mình cũng nói rồi, thì anh chị em nên lựa chọn cái nhóm nào tham gia lúc này. Cái nhóm nào yếu như là thép đầu tư công thì chúng ta tranh thủ nhịp hồi là bán ra, không phải mua vào ha. Rồi cảm ơn mọi người, thì chắc là Tùng cũng kết thúc clip ở đây ha. Giai đoạn này thì phái sinh cũng đang có những cái biên độ rất là ngắn trong phiên, biên độ không nhiều, cơ hội kiếm ăn không cao. Ngày hôm nay thì mình cũng cho một cú sọt từ phiên sáng, nhưng mà cả ngày thì cũng kiếm được có 4-5 điểm thôi đó. Ai mà nhanh tay thì kiếm được 6 điểm từ 1078 sọt 1078 ha, mà đến chiều thì nó về đến vùng 1072 thì coi như là được khoảng từ 5 đến 6 điểm, cả ngày chỉ kiếm ăn được từng đó thôi, không nhiều đó. Thì phái sinh những cái nhịp này chúng ta thấy là thanh khoản rất là bé, cho thấy dấu hiệu là dòng tiền tạo lập đang cố tình đánh theo cái kiểu biên độ thấp để không cho phái sinh kiếm ăn nhiều, để nhà đầu tư chán nản rút tiền qua cơ sở đó. Đó là một cái dấu hiệu mà cơ sở sắp tới vẫn còn có cơ hội tăng một nhịp nữa, chưa phải là cái nhịp kết thúc của thị trường ha. Nhưng mà mình hy vọng là thị trường sẽ đi lên được cho đến qua đáo hạn phái sinh. Lúc này về phía đa phái sinh thì khối ngoại họ vẫn còn long hơn 20.000 hợp đồng đó, tự doanh thì họ đang sọt khoảng tầm 4.000 hợp đồng thôi, không nhiều đó. Phần lớn thì khối ngoại họ vẫn đang long, còn tạo lập thì mình không biết là nhà cái đang nắm giữ long sọt, nhưng mà nếu mà khối ngoại đang nắm giữ một lượng lớn long như vậy thì chúng ta cũng yên tâm được phần nào ha. Có thể là từ giờ cho đến đáo hạn phái sinh thì view thị trường vẫn là view tăng, sau đáo hạn phái sinh thì mình mới lo sợ đối với thị trường ha, còn bây giờ thì mình chưa thấy có gì lo sợ cả. Cho nên từ đầu đến giờ mình nói rồi, anh chị cứ yên tâm nhé. Nếu mà mọi người cảm thấy lo lắng thì hãy nhanh tay về cái độ của mình hy vọng là sẽ chờ đồng hành kết nối cùng kiếm tiền với anh chị đó. Ít nhất là chúng ta có thể là có 1 tuần hoặc là thậm chí 2 tuần cho đến sau đáo hạn phái sinh, hoặc là thậm chí có thể nhiều hơn nếu mà thị trường nó tích cực hơn. Thị trường đến mức độ nào mình sẽ cập nhật lại cho anh chị em đến mức độ đó. Nếu thị trường rủi ro thì mình sẽ cập nhật lại cho mọi người rút ra, giống như cả tuần vừa rồi liên tục nói nhóm thép phải rút ra, nhóm đầu tư công phải rút ra vậy, thì thị trường có rủi ro thì mình sẽ báo nhóm ngành nào bán thì bán, nhưng mà có những nhóm dòng tiền chốt lời nhóm này nó lại chạy qua nhóm khác thì vẫn có nhóm có cơ hội để mua ha. Chúng ta đang đánh theo dòng tiền cho nên chị yên tâm ha. Rồi cảm ơn mọi người nhé. Ngày hôm nay có một cổ phiếu bán lẻ là nhóm bán lẻ rất tốt, và ngày hôm nay cổ phiếu bán lẻ của mình Thế Giới Di Động đúng theo một cái mà chúng ta đã nói từ trước ha, có khả năng là một vài phiên tới Thế Giới Di Động nó sẽ tăng này, hướng về vùng 4243 để cho chúng ta chốt lời rất đẹp, có thể ngay trong phiên ngày mai luôn nó lên đến vùng 43 là đẹp để chốt ha. Đó, Thế Giới Di Động là một cổ phiếu ngày hôm nay tăng rất đẹp 5%, và những cái vùng vừa rồi thì mình đã báo anh chị mua rồi. Đôi khi thì chúng ta mua thì kiên nhẫn, Thế Giới Di Động thì bữa giờ mua cũng đâu đó 5-6 phiên rồi nó mới chạy đó, mua từ những cái phiên như thế này thì cũng phải hơn 5-6 phiên nó mới chạy, nhưng mà nó cũng đem lại một cái mức lợi nhuận tốt trong cái bối cảnh phiên ngày hôm nay nhiều cổ phiếu khác bị bán luôn.
thì nó là một cách tốt. Ok, giai đoạn nào chúng ta cũng có cơ hội hết, quan trọng là chị kiên nhẫn và bình tĩnh đánh theo mình nhé, tuân thủ tuyệt đối. Mọi người đừng có chờ đến FOMO mới mua, chúng ta phải mạnh dạn khi điều chỉnh chúng ta mua, thì đó mới là cách mà đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Phải mạnh dạn tham gia rồi thì phải liều một chút, lì một chút, đừng có nhanh chóng sợ hãi hoảng sợ quá ha. Ok, cảm ơn mọi người, nhớ alo. Alo cửa này chứ. Ok, alo theo số điện thoại trên màn hình anh chị nhé, hãy về với đội của mình. Giai đoạn này nếu còn cơ hội kiếm tiền chúng ta kiếm tiếp, nếu không còn thì chúng ta chờ những cái dịp sau ha. Chị cố gắng kiên nhẫn. Trong giai đoạn cuối năm nay thì mình đánh giá là sẽ là một giai đoạn kiếm tiền, đặc biệt là giai đoạn đâu đó tầm 8 tháng 9 trở đi, nó sẽ là giai đoạn kiếm tiền vào những cái quý cuối năm ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye cả nhà.